Thầy xin trả lời của này. Thầy xin trả lời của này. Nói về Ngài Mục Kiền Liên là một vị đại địa chỉ trước Phật. Ngài biết tất cả những sự kiện mà xảy ra cho Ngài như thế nào. Đã là người tu sĩ theo đạo Phật thì làm chủ sanh già bệnh chết, tức là chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả làm sao có bổn chút biết Ngài Mục Kiền Liên được. Làm chủ nhân quả thì làm sao mà còn trả quả như vậy. Điều vô lý đại vừa đã đọc ra để phỉ bán đệ tử của những người khác đọc. Thì xác định rõ ràng thầy làm chủ vô cái đầu thì nhất là cái nhân quả thì đâu phải là cái không mà cũng nhất đầu thì được, mà thầy đuổi nó đi được không, thì làm gì có nhân quả mà để cho bọn chút giết mình được. Vô lý đó là cái điều đặc biệt đặt ra không, thầy nói thật sự ra họ đưa vô để mà họ làm mất cái đạo đức nhân quả của Đức Phật. Đạo đức nhân quả của Đức Phật là chuyển biến được. Một người tu là người ta chuyển, ta nói chuyện, người ta chuyển hết cái nhân quả. Làm sao có cái những điều tả quả ấy. Lẽ đơn nhiên Đức Phật đau lưng, nhưng mà Đức Phật là chủ. Đây bây giờ thầy nói như thế này, là bây giờ đây, bây giờ thấy không? Thầy bữa đó thì làm công việc, thầy chặt cái thắt, chỏ một thanh, dùng một cái lỗ máu tuôn. Thì nó tâm, nó thấy, nó hỏi thầy. Thầy nói một người tu chỉ làm chủ nhân quả. Sao là thầy để không, để cho nó cái nhân quả nó lại. Để cắt cái tay thầy. Thầy làm chủ nhân quả có nghĩa là làm chủ sự sống chết của thầy chẳng ngoài đàng hoàng. Nhưng thầy còn mang cái nhân quả này thì cái việc thầy, nếu mà thầy không làm, thầy không biết chặt cái sắt này á, thì lấy cái gì nó trọn đây. Thầy đi làm tức là thầy tạo nhân quả này. Phải không? Còn nếu mà ông hợp, ông nói rằng bây giờ ông biết ngày đó là Đề Bà Đạt Đa sẽ lăn đá cho ông cắn đi. Phải không? Thì làm gì Đề Bà Đạt Đa lăn đá mà ông cho nó. Nhưng mà ông không phải sợ trong cái vấn đề nhân quả, người ta làm chủ được nhân quả mà, người ta đâu có lo nó đâu. Cũng như bây giờ thầy phải tay đau này, thầy cũng biết này, bây giờ ngày mai là nó sẽ bị nhức đầu, thầy biết nó như vậy mà. Mà bây giờ thầy nói, bây giờ thầy chuẩn bị nó cho ngày mai bị nhức đầu, thì như vậy thầy tính nén, tính nén nhân quả, đưa cái tấm nhân quả cho thầy mà. Nói nhức đầu thì đuổi nó đi, thầy làm chủ. Như vậy. Cho nên vì vậy mà ngài từ chiếu mới nói, đó là một đoạn đạo điển. Đúng là ngài là một vị tổ sư thiền mà ngài nói câu nói đó là rõ ràng là ngài đã dạy rõ ra hết, chúng ta biết đó là một đại biểu người sao cứ lừa người, cái người trước lừa người sau nữa cứ kế tiếp mà lừa nó bằng chính là giáo pháp của họ không có cái đường lối kia, cho nên nó cụ thể. Còn đường lối của đạo Phật chúng ta thấy rõ ràng, muốn là chủ sanh tử, cái hơi thở phải dừng, mình dừng là chủ được nó thì mình phải là chủ được chúng. Còn này không có pháp nào mà phủ linh bên đó, không có pháp nào bị dừng hơi thở thì làm sao mà gọi là chủ. Còn này tứ thiền thì có dừng hơi thở, rõ ràng là chủ rồi. Rồi bây giờ thực hiện đến cái chỗ mà để biết được cái chuyện mà mình phải chết ngày nào, giờ nào, hoặc hoạt như thế nào thì phải tam minh rồi. Mà mấy ông này có nói gì tam minh cái chỗ nào đó, cách thức thực hiện tam minh cũng không có, chúng ta biết rõ ràng là giáo pháp mình lừa đảo không đúng. Còn kinh sách viên thủy rõ ràng để là chúng ta sẽ thấy là học rõ ràng phủ, phải không? Các vị thấy có đúng không? Cho nên vì vậy mình xét qua cái pháp của họ là mình biết rằng không được. Đức Phật nói đúng là tại vì cái pháp của Đức Phật nó đi từ chỗ này cho đến chỗ khác, nó có cái từng cái giai đoạn của nó đi đến cái chỗ mà Đức Phật nói vậy là đúng. Còn mấy ông này nói thì đúng.